kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17, vùng đất ven biển cả ngạn sông Trà, ngày nay có tên là Lộc Ninh. Thuộc phía nam Thái Ninh cũ, trong đó bao gồm xã Mỹ Lộc. Đến thời Trung Hưng, khi nhà nước có chủ trương khuyến khích việc lập làng, lập xã, nhận thấy đây là vùng đất màu mỡ và có điều kiện thuận lợi, nên cư dân từ các nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc di cư tới đây khai hoang, lập làng tại các vực gò, trại, làng như trại Tây Viên, nay là làng Phú Viên, làng Mũ Tả, làng Cao Mũ, làng Cồn Lũng, trại Thái Phúc, nay là Thanh Trì Thiện. Đầu thế kỷ 19, khi thương mại phát triển, các thuyền buôn của người ngoại quốc thường ra vào bến đò Cô Dâu và bến đò Cha Hí để bán và mua các nông sản công nghệ, nông sản. Trong đó có nhiều thuyền buôn của người Hoa, người Cao Ly. Thấy vùng đất gần bến đò Cô Dâu có những điều kiện thuận lợi cho thuyền bè qua lại, nên số thương nhân này đã lưu lại đây và tạo dựng một dãy nhà nhỏ ngay trên vệ đê để bán bản địa và các nhu yếu phẩm. Dần dần họ trở thành cư dân địa phương. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, các thôn của xã Mỹ Lộc ngày nay thuộc hai tổng Tân Bồi và tổng Thần Hướng. Trong đó, tổng Tân Bồi của hai thôn là Lũng Cả và Trị Kiện. Tổng Thần Hướng gồm cả thôn Phú Viên, Tân Minh, Cao Lũng, Thái Tân, Hải Ninh, Cao Mỹ, Cổ Lũng, Vũng Đầu, Tân Đầu. Năm 1947, thành lập Liên xã Minh Đức của 7 thôn Cao Lũng, Cổ Lũng, Trị Kiện, Tranh Giáo, Lũng Cả, Phú Viên, Tân Hòa. Cuối năm 1955, xã Minh Đức được tách ra thành hai xã gồm Thái Mỹ và xã Minh Lộc. Xã Thái Lộc gồm 5 thôn Cao Mỹ, Hồ Lũng, Thanh Giáo, Tân Bồi và Lũng Cả. Xã Thái Mỹ gồm các thôn Chỉ Thiện, Tân Minh, Vũ Viên, Tuần Hòa Lương, Tuần Hòa Giáo, Liên Kết và Anh Thông. Xã Mỹ Lộc nằm chạy dài theo bờ sông Trà Lý khoảng 3 km. Mỹ Lộc cách thị trấn Kim Điền khoảng 10 km về phía nam, cách thị trấn Tiền Hải 10 km về phía bắc và cách thành phố Thái Bình 25 km về phía đông. Trung tâm xã nằm cách tỉnh lộ 39B khoảng 1.5 km. Xã có vị trí phía bắc xã giáp Thái Hòa và Thái Xuyên, phía nam giáp sông Trà Lý, phía đông giáp xã Tây Đô, phía tây giáp xã Thái Thọ. Địa bàn của xã tương đối bằng phẳng, thấp dần theo hướng từ bắc sang nam. Do được bồi đắp bởi phù sa của sông Hồng và sông Trà Lý, nên diện tích đất chủ yếu là đất nông nghiệp cấy lúa. Hệ thống giao thông của xã tương đối thuận lợi với các tuyến đường liên huyện xã chạy qua huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là di tích lịch sử cấp tỉnh, nằm ngay cửa sông Trà Lý nhìn ra biển và những hàng phi lao luôn ngày rõ. Căn cứ vào sách phong thăm tự Đức thứ 33 1881, Đồng Khánh thứ 2 1887, Khải Định thứ 9 1924.